Dạ, công xây Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rồi, mình mời quý cô chú anh chị các bạn giao lưu. Cháu Quỳnh Như, hôm mai Sóc Trăng. Hôm nay giao lưu là hai phong mà chú quý với mà vàng. Loại phong cao khá lớn nha. To to. Đủ loại. Chiều cao thấp thì có đầy đủ. Đế gì? Mình vô clip để mất thời gian cô chú mình xem rồi liên hệ trực tiếp ha, cho mình giúp kênh em quý cô chú nha bạn. Ê, chào anh ơi. Rồi mình xin chào cô chú càng xa yêu cây kiển trên toàn quốc ha. Rồi đến bông sai Cần Thơ hôm nay thì Quỳnh Như cũng muốn xin giao lưu với cô chú anh chị mình số mặt hàng phôi ha, cũng như phôi chuyến này em về phôi nha cô chú anh chị. Em có hai cây tí quý và 9 cây mai vàng phôi nha cô chú anh chị, để cùng giao lưu với cô chú anh chị ha. Thì số điện thoại của Quỳnh Như thì 0385 838 010. Số đó cũng là có Zalo luôn nha cô chú anh chị. Thì chương trình của Quỳnh Như là bao phí ship cho cô chú anh chị mình là 300 cây số ha. Thì Quỳnh Như sẽ bao cho cô chú anh chị mình bảo đảm sống là 3 tháng. Mình bao trong vòng là 3 tháng ha. Nếu mà cây nó không có trục trặc gì, cô chú anh chị cứ chụp hình gửi qua Zalo cho em ha. Thì nếu mà cây có chết thì em sẽ hoàn tiền trả lại cho cô chú anh chị ha. Bằng không thì em sẽ có cây nào của chú anh chị ăn ý thì Quỳnh Như sẽ bồi thường lại. Rồi Quỳnh Như để Quỳnh Như không mất thời gian cô chú anh chị chờ đợi thì Quỳnh Như vô cây số 1 là một khôi mai tứ quý ha. Nói chung mai tứ quý này thì Quỳnh Như bứng hôm gà về cũng hơi lâu ha cô chú anh chị, nhưng mà nó cuốn mép hết trơn rồi. Thì Quỳnh Như có kẹt công chuyện nhiều lắm anh, đâm chồi luôn, đâm chồi rất là mạnh luôn. Quỳnh Như cũng đam mê vì cây kiển bên bông giấy đó, Quỳnh Như đi săn bông giấy về giao cho người ta nhiều, cho nên Quỳnh Như hơi chậm lên ha, để cho cây mạnh thì Quỳnh Như mới lên nha. Rồi thì Quỳnh Như tiến hành đo cây số 1 chiều cao đi ha. Cây số 1 chiều cao chỉ cành này là ok điều là chiều cao là 130 nha cô chú anh chị. Rồi Quỳnh Như đo cái quành thân chỗ này ha. Thân vị trí này nha cô chú anh chị là nó 34 hoành ha. Đó, Quỳnh Như đo cái độ sổ xuống cho cô chú anh chị mình xem cái dàn đế ha. Sổ dàn đế xuống là được là 19. Đo dòng cũ thử cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo ha. Dòng cũ đặt nó như gì là nó được 68 nha cô chú anh chị. Đế ok, nó trả lực. Đế nói chung ra là bỏ đều luôn nha cô chú anh chị, không thiếu nha. Tại vì đất đen nha, nó Quỳnh Như tưới nước dưới sông lên ngoài luôn. Rồi cây số 1 này thì Quỳnh Như xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.9 triệu nha. Chỉ cần điều tứ diện đi. 3.9 triệu nha cô chú anh chị. Quỳnh Như sẽ bao cho 3 tháng ha. Rồi, Quỳnh Như đi vô cây số 2 đi. Cây số 2. Đây là giá dự. Rồi, đổi cây nha, cây số 2 là một mai vàng dán lắc nha cô chú anh chị. Dán lắc, dán lòng. Chung ra cây này mình cũng muốn giao lưu lắm rồi, nhưng mà coi cho cô chú anh chị mình thì cái giá cả nó không có hợp lệ cho nên em còn giữ lại ha. Cây bộ đế đều luôn. Thăng lắc. Thăng lắc lượng nha cô chú anh chị. Cây này là cây mai dảo ha, bộ đế đẹp luôn. Mai miền Tây mình nha cô chú anh chị. Đế đẹp lắm, cũng to to, đều, khá là đều. Cây nhỏ nhưng mà bộ đế dữ lắm nha. Cây đẹp, mai vàng. Kiểu này giống cốc vàng đó. Đúng rồi, kéo cây đó. Rồi Quỳnh Như sẽ đo chiều cao ha. Rồi chiều cao cây này mình bao 1 thước 4. Chiều cao 1 thước 4. Thước 4 như cô chú anh chị, bỏ trên cành đều luôn á. Cây đẹp luôn ha, là cây số 2. Quỳnh Như sẽ đo cái hoành thân vị trí này đi ha. Mình đo là mình không có ăn gian nha. Là 33 hoành. 33 hoành. 33 hoành cây mai vàng đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây này Quỳnh Như xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 3.8 triệu ha. Cốc vàng ngồi đít. Giá này giá đặc biệt luôn nha cô chú anh chị. Chỉ cần điều thứ gì dạ. Lắc. 3.8 triệu là cây số 2 ha. 3.8 triệu cây mai vàng số 2. Rồi Quỳnh Như đổi cây ha. Tiếp theo là cây số 3. Cũng là một cây mai vàng lùng lực nha cô chú anh chị. Lên xù. Lên xù chút đỉnh ha. Lên xù. Lên đây nè, mà nó hơi tại mình bứng cái vùng đất này mình ở đây á, đất chút chân á. Thì
để nè, không gài nè, nó cuốn, để nó gom củ khá là lực. Dạ. Đặc biệt luôn á. Chung ra không gài mình mê, mình đứng ba trang mình giao cho công trình đó. Cho nên mình để cho nó lên gì nè, rồi bữa nay mình sẽ giao lưu lại cho cô chú anh chị mình ha. Mấy cái tược có mấy cái lỗi này mình giới thiệu cho khách. Cái này nó bị hồi đó chủ vườn người ta cắt á, rồi nó sành nè. Cũng như rồi nó cắt bị mối ăn nè. Rồi mình mùa giao lưu về mình cứ xử mình coi lại nó cũng không có gì hết, nó không ảnh hưởng gì hết trơn luôn. Cây rất là mạnh luôn nha, cuốn mép luôn nè. Nó cuốn mép luôn á. Bữa nay làm trồi luôn nha cô chú anh chị. Rất là mạnh luôn. Dạ dạ. Chung là mình như bán mai vàng với mai tí quý thì mình để cái giá đặc biệt cho cô chú anh chị mình để giao lưu ha. Rồi chiều cao ông đo gì là 70. Chiều cao 70 cái này gom củ là to. Cái củ dữ lắm. Mình đo cái bình thân vị trí này đi là 46. Đo không ăn gian tí xí cho cô chú anh chị, mình đo cái củ đặt nè. Củ đặt đậu nở là 75. 75. 75 nha. Em đo rồi đo củ đặt ha. Sệt luôn. Đặt sệt luôn nha cô chú anh chị, là cây số 3 ha. Nên cục xù cũng ta bự bự đó. Bự chà bá luôn rồi. Rồi cây này mình giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 8.4 triệu. Nói chung ra gì với ship với cái tiền cước nó lên nặng quá nha cô chú anh chị. Chứ bên tụi em không muốn bán cây cho giá cao luôn ha. Rồi. Cây em bán lời chút đỉnh là em bán. Rồi cây số 3, 8.4 triệu nha cô chú anh chị. Rồi em xin đổi cây. Rồi tiếp theo là cây tứ quý ha. Tứ quý này nó có bộ đế khủng nha cô chú cái anh chị. Tứ quý là cái mã số 4 rồi chú bạn. Mã số 4. Nó ra tới ngoài cái nó chặt ra cái nó đế bàn nha cô chú anh chị. Em có hai cây ha, nếu anh em nào chốt á thì hai cây thì em sẽ bớt cho chút đỉnh ha. Như là em bớt cái phần tiền chậu đi. Đế này nó gom ra nở củ to luôn. Nở nó chặt ra dữ lắm. Thấy này lực cũng ghê to lực. Quanh này nè to, nó cuốn hết trơn luôn nè anh. Cái dàn cây này nó cuốn dữ lắm ha. Mạnh rồi, thích hợp mình ghép ha. Còn cái này là cái nhánh nó ôm cặp ở đây ha, cho nên nó xấu cho nên mình bỏ nhánh. Để về cô chú anh chị mình thích hợp ghép ha. Cây này nặng là khoảng cỡ 120-130 nha, ký á. Nó nặng á, mình bứng bầu đất dày lắm. Rồi mình đo chiều cao về là 1 mét. Vị trí gì ha, là 1 mét. Chiều cao 1 mét. Rồi, mình sẽ đo hoành thân cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo ha. Là nó 49 hoành. Hoành 49. 49 hoành nha cô chú anh chị. Này nó chạc nở nở. Chạc nở đế luôn ha, như em không đồ đế ra tới ngoài luôn. Rồi, cây số 4 này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 13 triệu. Nha cô chú anh chị. Giá 13 triệu ha. Đường kính bầu hoành bầu làm bự. Đường kính bầu bự lắm nha, để mình đo thử cho một kính bầu cho cô chú anh chị mình xem ha. Đường kính bầu mình nó là tới 70 đường đó. To, bự nặng. Cực nặng. Rồi. Là cây số 4 mình là 13 triệu nha cô chú anh chị. 13 triệu. Thôi chú rồi. Cây số 4. Tiếp theo. Cây số 5. À, chuyển qua con mai vàng số 5. Mai vàng số 5 nha cô chú anh chị. Cây này nói chung ra thì em không phải em, cây này em quay cũng kênh rồi clip rồi ha. Thì nói chung ra thì không phải em muốn quay đi lại hoài đâu, tại vì cái giá cây anh chị trả cái cây thương lượng thỏa thuận với em cái giá đó em không có lãi ha. Chỉ cần thấy dạ. Tứ diện nó ra mạnh lắm mày, em bỏ con bầu không mà nó ra cái này cô chú anh chị nên xù xù nu cục cục. À, dạ rồi mấy ảnh mua rồi mấy ảnh đặt cọc rồi mấy đã đợi cái mấy ảnh hồi em biết sao rồi thôi kệ đi thì mình để giao lưu lại với cô chú anh chị để này hợp nhạc thì được em làm luôn. Đế này cũng lực nha. Dạ đế đẹp lắm luôn, cây đẹp á. Chứ không phải cây ấy đâu, em mua cầm kén thì lắm luôn á. Rồi chiều cao em bao cho cô chú anh chị mình là 1 thước 6 ha. Cây này 1 cốt thẳng luôn. 1 cốt nha. Tại vì do bằng quay nó dạ. Đầu đó để nghiêng đó chứ. Để hơi nghiêng nha cô chú anh chị. Mấy anh để nghiêng. Thì mấy anh chị coi kỹ giùm em ha. Cây rất là đẹp luôn. Cây này 1 cốt thẳng luôn. Rồi em xin đo vị trí này ha. Nếu em đo mà không đúng ha, về anh chị cứ đo lại đi. Vị trí này là 52. Nếu mà em đo không đúng cái gì đó, em tặng cây luôn á. Em nói thật luôn. Em đo không ăn gian một phân, một ly nào hết. Đúng thôi à. Đó. Rồi em đo cái độ nở cây ha. Đo cái củ luôn anh Linh ha. Rồi đo củ luôn để dễ. Đo cái củ, chàng qua cọng rễ đi. Em đo cái củ thử cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo nha. Đó. Em đo cái bộ đế đặt nó gì luôn là nó 82 ha. Củ 82. 82. Rồi, cây số
Cây số này cây số 5 ha. Không bị dẹt, cây số 5. Rồi cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 12.900.000 ha. Cây số 5. Cho cây số 5 nha cô chú anh chị. 12.900.000. Rồi. 12.900. Rồi. Số 5. Tiếp theo là cây số 6 nha cô chú anh chị. Cây này cây số 6 ha. Rồi vậy đó ha. Thì em cũng nói thật tình luôn. Cây này một khúc cũng thăng bằng. Vậy cây này là em mua là hơi bị lủng nha cô chú anh chị. Lủng đế một chút ha. Hay khuyết. Nó hơi khuyết chứ rồi tại em nói lủng thôi. Như ở đây là nó có luôn mà nó cuốn vô, nó nằm đây nè. Phải nó bự luôn nè, nó luôn mà nó hơi nhỏ ha. Có bằng giò cái mà nè, hơi khuyết cái này chút xíu. Khuyết cái mặt này. Để chung ra bên đây là đế đều luôn nha. Thế nè. Ok. Em mua cây này em môi em xin coi bộ đế người ta không cho á, là lý do là cây này nằm trong cái khạp. Rồi em xin coi bộ đế người ta không cho thì em làm liệu mua đại ha. Thì giờ em sẽ bán cái dâu lưu lại cái giá là yêu cầu mà nó lỗ vừa phải là em bán ha. Mình nói buôn bán lỗ thì cô chú anh chị mình không tin đâu, có đó nói thật luôn. Trong nghề mới biết được. Kệ đi, thì buôn bán có lời có lỗ, mình bán cái giá cũng nghĩ cho cô chú anh chị mình nuôi. Rồi em đo vậy là một thước 6. Chiều cao mấy 6? Chiều cao ha. Một thước 6. Cây này nếu anh chị mà mình về mà giao lưu rồi á, đầu cái mua cây mai nhỏ ha. Trọng đây nè. Hôm nay mình làm cây tử luôn. Không mà. À, còn tụi em thì ở đây em không có làm gì hết, em để đại vậy đó. Rồi em đo cái vị trí này cho cô chú chị mình xem và tham khảo ha. Coi cây đầu bự cỡ nào ha. Đó. Chết. Là nó 65. 65. 65 hoành cho cô chú anh chị. Hoành tại chi này 65. 65 ha. Nè rồi em đo cái tổng bộ đế cho cô chú anh chị mình coi nè. Nó bự lắm đó chứ không phải nó nhỏ đâu. Tổng bộ đế gì là 1,5 m luôn á. Cái nào để đặt nữa chứ. Dạ. Thì cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 23.500.000 ha. Cây này là em bán này là em lỗ 10 mấy triệu đó, cái đó nó thật luôn. Khi nói cô chú anh chị mình có thể thông cảm ha, cũng tin tưởng bên phần bên Quỳnh Như ha. Rồi là cây số 6 nha cô chú anh chị. Không bị dạng loại lớn. Cây số 6 khuyết một bên xíu. 23.500.000. Rồi tiếp theo là cây số 7 nha cô chú anh chị. Cái cây này nhà vườn ta trồng vậy rồi tụi em làm cái bầu cũng hơi kênh kênh chút ha, mà như cây này là cây xù nha. Cái hơi siêu siêu vậy. Xù nếu mà cây này mình cô chú anh chị nào mà chịu chơi ha, mà mới mua về mà cắt được khúc này nè. Đó. Là nó xù là khoảng có 80% nha cô chú anh chị. Còn mình để gì thì em bao là nói là 60% xù. Tại xù tới chạy ngọn luôn. To luôn. À. Khúc này lên xù. Đó, lên đấy. Trên rồi. Lên dữ lắm luôn anh ơi. Còm nó cộm luôn, nó cộm một ngón tay mình luôn á. Rất là đẹp luôn á. Ờ, còn cái rễ dắt này nè cô chú anh chị cắt vẫn được nha. Ở đây nó có luôn. Nhưng mình làm mình thấy nó uổng. Để đại. Để như đẹp. Lực cây. Để giùm thấy cây nó mạnh mẽ ha cô chú anh chị. Còn cục này nó xù. Ờ xù chứ. Rễ nói chung ra nó không có to nha. Đều ha. Nó đều luôn. Nó nhỏ bằng giò cái với tay cái đồ ha. Cái nửa cầm tay là bọt đều luôn đó. Cây này ra rễ rất là đều. Ờ rễ rất là đều luôn. Cây rất là mạnh nha. Đế nằm tới dưới này luôn nha. Còn tới dưới này luôn đó. Cây này nó hai tầng đế nhưng mà lấy cái tầng trên nó đẹp rồi. Lên cục xù. Dạ. Xù dữ lắm luôn. Chà bá luôn. Rồi em xin đo cái chiều cao ha. Rồi như vậy là em tính 1,5 m nha cô chú anh chị. 1,5 m chiều cao. Chiều cao 1,5 m. Chi cạnh trên rất là đều. Đều luôn nha cô chú anh chị. Khá đẹp nha. Em đo gì ha. Em đo gì đi. Nó là nó 52. Còn nó đậu nở chặt một xíu nha cô chú anh chị. Là 59. 59. Thế rễ chạy. Dạ. Em đo gì là 59. Còn em đo đầu tiên, cái vị trí đầu tiên là 52 nha cô chú anh chị. Cây này là cây số 7. Lúc dưới lên xù. Xù dữ lắm nha cô chú anh chị. Xù 80% nha. Nếu mình cắt. Còn nếu mà em để vậy là em bao cho cô chú anh chị mình là 60% khá ha. Rồi cây số 6 này em xin giao lưu với cô cái chú số 7 chứ. Em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 17.900.000 ha. Cái này xù này lên chung nhiều. Chỉ cành đầy đủ. Số 7 nha cô chú anh chị. Ôi dạt số 7. Nè.
số 7 nha cô chú anh chị. Rồi em xin phép đổi cây ha. Rồi tiếp theo là cây số 8. Cây này khá đặc biệt nha cô chú anh chị. Cây này chuyên cành bỏ điều luôn ha. Chuyên cành nó đều đầy đủ. Để thì khỏi nói luôn. Thế nói chung ra nó không có dày giống như cây người ta nha cô chú anh chị, nhưng mà nó bỏ rất là đều. Chỗ nào cũng có hết luôn, ra tới ngoài dành chậu bầu luôn á. Đây nè, để nó chạc xuống nè. Cây này rất là đẹp luôn nha. Mặt tay có rễ. Dạ, rễ có hết luôn, không có mặt nào mà không có anh. Đều luôn nè. Cây này, mấy cây này mình để mình đáng mình mua mình về là mình nuôi mà để lên tiền nha cô chú anh chị. Đó là cây này là cây số 8 ha. Chi cành đầy đủ. Rất là đẹp luôn đó cô chú anh chị, em nói thật luôn, cây số 8. Rồi. Thì em sẽ đo cái chiều cao cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo ha. Chiều cao như vậy em bao cho cô chú anh chị mình là 2m. Chiều cao. Chiều cao 2m. Tay chi cành là rất là khá là đều nha cô chú anh chị. Em nói đều là đều ha. Cây lắc lượng luôn, cây giọng lắc luôn nè. Rất là đẹp luôn. Rồi em xin đo cái hoành thân ha, cho cô chú anh chị mình xem và tham khảo ha. Hoành thân em đo vị trí này là cũng 52 nha cô chú anh chị. 52. 52 hoành. Ồ hơi cắn, hơi cắn, hơi cắn, cắn. Em xin xin phép, xin lỗi, xin lỗi. Để không đúng kỳ vậy lắm. Ờ, 47. 47 là xích trên luôn. 47 là em đo xích trên này luôn nha cô chú anh chị. Rồi có chạc đậu nở một chút ha. Em xin phép đo xéo xéo xíu gì đi. Đậu nở nữa. Xéo xéo gì là 54. 54. Em đo cái bộ đế thử cái cây. Cây này nãy giờ không có đo bộ đế đâu, để thử cây này. Tổng bộ đế nó có khoảng có từ có 160 nha cô chú anh chị. Em đo là tổng bộ đế nha, chứ không đo cũ nha. Đo đế tương đối khá đặc. Rồi, cây này cây số 8 nha cô chú anh chị. Thì cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 17.900.000 đó nha cô chú anh chị. Cũng là cây số 8 ha. Cũng cao. 17.900.000. 17.900. Cây số 8. Cây số 8. Rồi em xin đổi cây. Rồi tiếp theo là cây số 9. Cây này một cốt nè cô chú anh chị. Ở đây có nền em ở nền đất ha, cho nên cái em để bằng quay nó không có chuẩn không ha. Bị nghiêng chút xíu. Thì cô chú anh chị không cảm cho em ha. Cây nặng mà. Ba người đàn ông mà khiêng khum sống luôn. Đó. Thì cành ở trên là ok điều. Ok luôn nha cô chú anh chị. Mấy cô chân dài ha. Thoát thằng kia. Rồi. Em xin đo cái chiều cao. Cây đế đẹp nha chú ơi. Đế cũ luôn. Cây này đúng rồi, mai đế cũ nha cô chú anh chị. Rồi chiều cao em cũng bao cây này là 2m đi ha. Độ thoát thân của nó được là 80. Chiều thoát thân. 80. Em đo cái hoành thân vị trí này ha. Là 55. Trời tay hoành eo này 55 đo chứ. Cái tay này em đè vô đi nha, chứ không phải em đi là 55 hoành ha. Rồi em đo cái cũ nè. Rồi thử cái cũ nha cô chú anh chị. Cũ đặt đó nha. Là 79. Cây này rất là đẹp nha cô chú anh chị. Để nó là cây số 9 gốc, ha. Gốc nở to. Gốc nở vô lắm, cây đẹp luôn. Cây này là cây số 9 nha cô chú anh chị. Rồi em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là giá là 19.900.000 nha cô chú anh chị. Bên này em lấy cái gì cũng cái chín cho nó hên nha. Cây số 9. Rồi 19.900.000. Rồi em xin phép đổi cây. Đọc một cây cao nghiêu nghiêu luôn. Rồi thôi mai này cao dữ lắm. Tiếp theo là cây số 10. Cây này cao lắm nha cô chú anh chị. Nè nè bẻ bẻ tàu cao đó dùm cái. Rồi qua đó đi. Bẻ bẻ tàu cao, giữ cái tàu cao đó anh Tư. Rồi rồi xích ra đi. Đó, quá trời cao. Trước luôn. Nó năng lắm nha cô chú anh chị, nó mập phù lù luôn đó. Thì cành cũng đều tứ diện nha. Cô chú bạn. Rất là đẹp luôn ha. Là cây là cây số 10. Một thân một cố ú ù luôn nha cô chú anh chị. Đế là gạt đẹp luôn. Thì cây này em có đo hạo sẵn rồi ha cô chú anh chị. Mình nói là 3m. 3m đúng nha. Có thể là hơn một tí, nhưng mà em nói 3m thôi. Đó. Cây là sống khỏe rồi đó. Còn đế nè, nó chảy ra.
Trời, chảy nở ra. Đế nó chảy nở ra nhìn hết hồng luôn nha cô chú anh chị. Đế bàn luôn đó nha. Điều. Chung ra đây em nuôi cây kỹ lắm, em làm kỹ, em bứng về ha, là em nắng gì là em gói lá chuối nha. Cô chú anh chị mình về mình có trồng á, thì bẻ một bó. Rẻ luôn đó không à. Rẻ nữa vào đất vậy nè, mình trồng rồi cái mình cũng phải quắn lá chuối. Còn nếu cô chú ở xa mà không có lá chuối thì mình cũng phải mua lưới lan mình bao bọc lại cây nha. Đó, cây nó mới khỏe, nắng tháng này nó ắc nghiệt lắm. Một cốt luôn nha. Cây này đáng nuôi luôn á, em nói thật luôn á. Rồi, em xin đo, tiến hành đo cái dục hoành thân. Hoành thân như gì nha cô chú anh chị? Là 54 hoành. Cái độ nở ha, độ nở đó nè. Độ nở nó là được 61. Hạo nha cô chú anh chị. Đo sẵn đo đường kính bầu luôn. Dạ. Cái đường kính bầu á, để em đo thử đường kính bầu cho cô chú anh chị mình coi ha. Đường kính bầu nó là 80. To, bự. Cây này bự to lắm nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 10 này thì em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 18.500.000 ha. Đó. Cây không phải em bán giá cao nha cô chú anh chị, tùy theo cái cây mà em giao lưu á. Em cũng mua trong vườn giá nó cũng đặc biệt lắm luôn á. Bự. Đó. Cô chú anh chị mình xem ha. Đế ok không? Rồi, đế là rất là đẹp luôn. Rồi. Tiếp theo thì em còn một cây số 11. Cây số 11 như cô chú anh chị cũng là cây cuối clip của clip này nha. Chỉ cành nó cũng khá là. Cây này em tiếc cái thân nó em để nó hơi cao như cô chú anh chị. Nó còn nếu mà mình muốn cắt thằng đây cái thì nó đủ luôn nè. Ok luôn, đúng rồi. Cắt đây là đủ luôn ha. Lực luôn. Dạ. Nó lực cây ha, nhưng mà tại sao em không cắt em để đại vậy? Khi cô chú anh chị về thỏa thích của cô chú anh chị ha. Cây này nó có tiến triển nó lên xù nha, nhưng mà em bán cây trơn. Đó. Cây rất là đẹp luôn. Đế nè, đều luôn. Rồi em sẽ đo hạo cái chiều cao cho cô chú anh chị mình xem ha. Rồi chiều cao cây này em bao cho cô chú anh chị mình là 2 thước 2. Chiều cao 2m2. 2m2 ha. Chị cành khúc này cũng đều lực diện luôn. Còn hoành thân em đo vị trí này là 52 luôn. 52 nha cô chú anh chị. Còn mấy cái này là mấy cái rễ nó lên tầm 7 đó em cắt nha. Nó không có đúng vị trí em mới phá chứ. Mai mà mình cắt rễ là cũng đau lòng lắm á. Nó không đúng á, mình mới bỏ á. Cây này rễ à, dạ. Đều kín luôn. Dạ, là cây số 11 cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Rễ rất là đều. Dạ. Thì cây này em xin giao lưu với cô chú anh chị mình là 14.500.000 ha. Đó. Đều. Cây đẹp nha cô chú anh chị. Thì em cũng nói như vậy. Kênh của bên của Quỳnh Như thì Quỳnh Như bán cho cô chú anh chị. Nếu mà mua được nhiều, khá đặc biệt nhiều, thì Quỳnh Như sẽ bớt cho cô chú anh chị mình là giá là 10% ha. Rồi. Thì Quỳnh Như không biết nói gì hơn. Thì Quỳnh Như cũng cảm ơn cô chú anh chị ủng hộ kênh và ủng hộ Quỳnh Như. Thì Quỳnh Như hẹn gặp lại cô chú anh chị lại tiếp sau ha. Rồi, chào anh luôn. Dạ, xin phép chào cô chú anh chị luôn. Này, phong mai bự cao. Không cao ha, đầy đủ. Quý và vàng. Rồi, cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem. Trân trọng kính chào, kính chúc quý cô chú anh chị làm ăn tài đạt trên mỗi lĩnh vực.